Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những đại lễ quan trọng được tổ chức vào rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Đây là một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo, là ngày tưởng nhớ, báo ân, báo hiếu cha mẹ và tổ tiên. Ngày lễ Vu Lan là ngày lễ trọng đại trong văn hóa, tín ngưỡng Phật giáo của người Việt Nam. Đây cũng là dịp để các Phật tử thể hiện lòng biết ơn và lòng từ bi bằng cách cúng dường, tổ chức các hoạt động thiện nguyện và truyền bá những giá trị tốt đẹp. Trong ngày lễ Vu Lan, người ta thường đi viếng thăm các ngôi chùa, tu viện, nơi tiến hành các nghi lễ cúng dường và lễ trì tụng kinh Phật. Vào ngày lễ Vu Lan, người ta còn tổ chức các nghi thức cúng dường như đốt hương, đặt trà, trái cây và thực phẩm trước bàn thờ tổ tiên, trước tượng Phật Thích Ca là một phần quan trọng trong ngày lễ. Lễ Vu Lan gợi nhắc tới sự vô thường và luân hồi, khuyến khích mọi người sống đạo đức và đoan trang trong cuộc sống hàng ngày. Ngày lễ Vu Lan tôn vinh tình hiếu thảo và lòng biết ơn đối với cha mẹ, tổ tiên và những người đã qua đời. Theo quan điểm Phật giáo, Vu Lan báo hiếu là dịp để mọi người tưởng nhớ và báo hiếu đối với công ơn của cha mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng và chăm sóc suốt đời. Ngày lễ Vu Lan không chỉ có ý nghĩa tôn vinh tình cha mẹ mà còn tạo ra một không gian để mọi người nhớ đến tình người, tôn trọng và quan tâm đến mọi người xung quanh. Ý nghĩa của nghi thức bông hồng cài áo. Nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan là một nghi thức không thể thiếu, mang ý nghĩa rất đặc biệt, xuất phát từ truyền thuyết về Bồ Tát Mục Kiền Liên, đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Bông hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý và ngát hương. Việc nhớ về bậc sinh thành và cài lên ngực bông hoa cao quý là tình cảm đẹp nhất, là chữ hiếu mà con cái gửi đến bậc sinh thành. Với ý nghĩa đó, nhiều người Việt đến ngày Vu Lan đều cài một bông hoa màu hồng lên áo. Nghi thức bông hồng cài áo chính là để tưởng nhớ những người mẹ đã tạ thế và đồng thời tôn vinh những người mẹ còn lại trên thế gian này. Trong nghi thức buổi lễ, các Phật tử với hai giỏ hoa hồng bên người, một giỏ màu đỏ và một giỏ màu trắng sẽ được cài lên áo những người đến chùa tham dự. Bông hồng màu đỏ cho những ai may mắn còn cha mẹ trên đời, còn bông hồng màu trắng cho những ai kém may mắn khi không còn cha mẹ trên đời. Riêng hoa hồng màu vàng được Phật tử cài lên ngực cho chư tăng khi tham dự lễ Vu Lan, tượng trưng cho sự tiếp nối, mừng ngày hoan hỷ sau 3 tháng an cư. Trong ngày lễ Vu Lan, những người con có thể tặng món quà nhỏ cho cha mẹ mình. Những người đã mất cha mẹ thì hãy làm điều lành để có năng lượng chia sẻ đến cha mẹ hoặc lên chùa tụng kinh, niệm Phật, cầu siêu cho cha mẹ. Ngay tại gia đình, người dân cũng nên trang hoàng, sửa soạn bàn thờ tổ tiên, sao cho ấm cúng với hương hoa, ăn chay, niệm Phật. Sau đây là những việc nên làm trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu để trọn vẹn hiếu nghĩa. Thứ nhất, đi chùa sám hối, cầu bình an cho gia đình. Ngày lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích Bồ Tát Mục Kiền Liên cứu mẹ khi ngài chứng thần thông và biết rằng mẹ bị đọa vào ngạ quỷ, luôn đói khát mà lại không thể ăn được bất cứ thứ gì vì khi miếng ăn đưa đến miệng sẽ bị đốt cháy do khi còn sống bà có tính tham lam. Chính vì vậy, đây là dịp tốt để mọi người đi chùa sám hối, cầu an cho tổ tiên, cha mẹ, gia đình, gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình thêm gần gũi, vừa là cách để tâm hồn bạn lắng lại giữa bộn bề cuộc sống và lan tỏa tình yêu thương, nhân ái đến mọi người nhiều hơn. Thứ hai, tham gia nghi lễ bông hồng cài áo. Trong ngày lễ Vu Lan, tại các hội đoàn hay pháp hội thường thực hiện nghi lễ bông hồng cài áo. Đây là một nghi lễ đẹp và ý nghĩa, thể hiện lòng hiếu đạo. Bông hồng đỏ cho những ai may mắn còn cha mẹ trên đời và bông hồng trắng dành cho những người mà cha mẹ đã rời xa cõi trần thế. Nghi lễ đầy nhân văn này nhắc nhở ta rằng hãy quý trọng thời gian tươi đẹp như bông hồng đỏ thơm ngát lúc ba mẹ còn bên cạnh để không phải hối tiếc khi người đã rời xa, như bông hồng trắng buồn bã nơi ngực áo. Thứ ba, chuẩn bị mâm cơm chay. Một mâm cơm chay với nhiều món ăn đa dạng để cùng cả nhà quây quần bên nhau thưởng thức sẽ giúp gắn kết tình cảm gia đình cũng như giúp cho ngày Vu Lan thêm đặc biệt ý nghĩa. Các thành viên trong nhà có thể cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu sạch, bày biện mâm cơm cúng nhằm thể hiện sự tâm thành hướng đến ông bà tổ tiên. Ăn chay có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bổ sung protein, tốt cho tim mạch, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Một số món ăn được gợi ý để các bà nội trợ có thể chuẩn bị cho mâm cơm chay như nấm xào, rau cải chip xào nấm hương, chả chay sốt cà chua, đậu phụ, tàu hũ. Thứ tư, tặng quà cho cha mẹ. Mùa lễ Vu Lan báo hiếu cũng là thời điểm để người con thể hiện sự yêu thương, biết ơn đối với người thân trong gia đình. Vì vậy, mọi người nên lựa chọn dành tặng những món quà thật ý nghĩa cho ông bà, cha mẹ. Bạn có thể tham khảo những thực phẩm chức năng, quần áo giữ ấm, đồ lưu niệm hoặc chụp một bộ ảnh gia đình. Trước sự quan tâm của con cái và các cháu, đặc biệt khi nhận được món quà phù hợp với sở thích, đúng nhu cầu, sẽ khiến ông bà, cha mẹ cảm thấy hạnh phúc bởi những tình cảm mà các thành viên dành cho nhau. Thứ năm, thăm viếng mộ tổ tiên. Ngày lễ Vu Lan là ngày để tri ân.
kính nhớ tổ tiên, hướng về cội nguồn. Vì vậy, nhiều người thường thăm viếng, chăm sóc phần mộ ông bà tổ tiên và những người đã khuất vào ngày này để bày tỏ lòng tưởng nhớ của mình. Qua đó, đem những việc tốt trong năm để dâng lên ông bà, cầu nguyện cho gia đình được bình an, cũng như điểm lại những việc chưa tốt để khắc phục sửa chữa trong thời gian tới. Thứ 6, làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người khác trong lòng bạn sẽ cảm thấy vui tươi, bất kể việc đó có được công nhận hay không. Tâm trạng tốt sẽ xua được những ưu phiền, giữ được tâm sáng, mang lại bình an. Ngoài ra, bạn cần tránh một số việc sau để không làm tổn phúc đức của bản thân, gia đình và tổ tiên. Thứ nhất, tránh tổ chức tiệc cưới hỏi, khai trương kinh doanh, bởi ông cha ta quan niệm rằng tháng 7 âm lịch chính là tháng cô hồn, là lúc các vong hồn dưới địa ngục lang thang ở cõi trần và quậy phá. Vì vậy, trong tháng 7 âm lịch nói chung và ngày lễ Vu Lan nói riêng, bạn nên kiêng kỵ những việc trọng đại như tổ chức tiệc cưới hỏi hay khai trương kinh doanh. Thứ hai, tránh sát sinh. Theo phong tục dân gian, nếu sát sinh trong tháng 7 âm lịch sẽ khiến các thành viên trong gia đình gặp hạn như đau ốm, mất tiền hay ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Do đó, trong những ngày lễ Vu Lan, thay vì sát sinh, bạn hãy phóng sinh tích đức cho bản thân và gia đình. Phóng sinh là khi gặp một con vật bị nạn, mình ra tay cứu thoát, hoặc nhìn thấy một hoặc nhiều con vật sắp bị giết, mình bỏ tiền ra mua để cứu sống chúng. Phóng sinh là tự do, không phân lượng lớn nhỏ, ít nhiều, không chọn ngày giờ tốt xấu, không nên chờ dịp này hay dịp khác. Vì các loại lươn, cá, ốc, thú rừng bị săn bắt, phục vụ cho người ăn thịt lúc nào, ngày nào cũng có, nên khi ta phát tâm từ bi thì liền thực hiện. Tùy vào khả năng từ 1, 2 con đến muôn ngàn con cũng phải lập tức cứu thoát chúng càng nhanh càng tốt. Phóng sinh là cơ hội để con vật có điều kiện quy y Tam Bảo và sám hối nghiệp chướng. Việc làm tốt trong đạo Phật thể hiện lòng từ bi nên trong nghi thức phóng sinh có lễ quy y sám hối cho con vật trước khi phóng sinh. Thứ ba, tránh làm điều xấu. Đạo Phật cho rằng làm nhiều việc xấu rồi sẽ nhận về những quả báo tương đương, nên tránh làm điều xấu như gây gổ hay đánh nhau với người khác để tâm hồn được thanh thản, an yên. Đặc biệt trong ngày lễ Vu Lan, đừng quên làm nhiều việc thiện, lan tỏa yêu thương và thành tâm cầu nguyện cho gia đình, cha mẹ, ông bà được bình an, hạnh phúc. Tháng 7 cũng là thời điểm bạn nên hướng thiện, làm những việc tốt, tích đức, tích phước, tránh làm việc ác để cầu bình an cho gia đình và trên hết là cha mẹ của chính mình.